ok rồi chứ. Ok. Chưa, anh ghét đôi với em không? Có thì cứ vào đi. Có. Bao nhiêu? 2006. Vào đi. Ôi giời. Bòi phố đây rồi, bòi phố núi. Cả hai đều run nên là tay anh lạnh quá. Tay lạnh là trung tình không nhỉ? Anh không biết. Tay lạnh là rất trung tình. Em chưa trải qua nên cũng chưa biết. Chào mừng quý vị và các bạn đang xem trên kênh của Người Miền Núi TVD. Hiện tại mình đang đứng tại chợ đêm Bắc Hà. Hôm nay chính là số khoảng năm thứ 6 gì đấy mình ghép đôi tại Bắc Hà rồi. Bên cạnh mình đây chính là một bạn nữ chính của chúng ta, khá là xinh gái, rất là xinh gái nhỉ, giống như một cô nàng lọ lem vậy, mặc một cái áo len rất là xinh gái ở đây. Em giới thiệu về bản thân mình một chút đi nhỉ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Xuân, em 2K7. Có bạn nào hoặc là anh nào muốn ghép đôi với mình không ạ? Em ở đâu? Em ở đâu? Em ở Bản Phố ạ. Bản Phố có gì đẹp? Bản Phố có gái đẹp, có gái xinh nhá. Nếu mà yêu em thì sẽ được rất đi du lịch không? Nào lên. Yêu em có được em dẫn đi du lịch quanh Bản Phố không? Tất nhiên là được rồi anh ạ. Có ruộng bậc thang không nhỉ? Có ruộng bậc thang này, nhà sàn này có. Có hết anh ơi. Anh biết Bản Phố có một cái rất là hay, đó chính là rượu ngô. Nếu mà ai muốn yêu bạn nữ này ấy, thì phải uống được rượu ngô chứ. Nhưng mà mình nghĩ là yêu bạn nữ này ấy, thì khéo khi không uống rượu đã thấy say rồi. Bạn nữ vừa mới giới thiệu tên là Vàng Mỹ Xuân, sinh năm 2007, đang muốn ghép đôi ở đây. Thì bạn nam nào mạnh dạn thì bước vào đây luôn để ghép đôi ra. Không thì mình lại phải đi lựa thôi. Ai mạnh dạn thì vào đây luôn nhá, có khi còn gây được ấn tượng cho bạn nữ. Các bạn nghe rõ không nhỉ? Em nghĩ các bạn cũng nghe rõ không? Các bạn hoặc các anh có nghe rõ không ạ? Là trung thu qua rồi nhưng mà có anh nào muốn có người yêu thì cứ vào trong này ghép với mình đi ạ. Trung thu qua rồi nhưng mà mùa đông cũng sắp đến rồi đấy. Thế em thích một người đàn ông như thế nào? Nhập con trai chứ. Em thì chưa có gu ổn định. Nhưng mà cứ anh nào hoặc bạn nào tốt bụng với lại tinh tế là được. Tốt bụng với tinh tế. Thế cũng không phải dạng vừa đâu. Ok, bây giờ mình đi lựa nhá. Em ấy ạ? Em chưa anh ạ. Anh ở đâu ấy nhỉ? Hình như không phải người Bắc Hà đúng không? Vâng, em đến từ Hà Nội ạ. Bà đi. Anh muốn vào đây không? Vào luôn, đang chưa có người yêu. Nào. Ok, vào đây. Ok. Vào đây ở Hà Nội nhá. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì chúng em xin gửi lời chào tới ngay các chị, các bạn và cô chú đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. What's up everybody from Bắc Hà? Wow, rất là hay luôn. Anh ơi, đợi một chút thì em, mình ưu tiên bạn nữ nhỉ? Mình sẽ cho bạn nữ chọn thêm một hai bạn nữa. Ok. Anh đợi đây nhá. Anh nào đẹp trai cứ chỉ cho anh cái. Ok anh. Không ạ, em 2K5 ạ. 2K7. Em chưa. Chưa vào đây. Bạn đeo khẩu trang màu trắng này có người yêu chưa?
đây, bạn này đây. Em tới đây ạ. Có rồi à? Chưa, anh đưa người em không? Có thì cứ vào đi. Có. Bao nhiêu? 2006. Vào đi. Ôi giời. Bòi phố đây rồi, bòi phố núi. Ok. Bòi phố núi nó phải khác. Vào đây, vào đây. Vào đây, cái đêm. Con lớn rồi ạ? À không phải. Tưởng có con rồi. Chết. Em ơi em. Ơi, đâu rồi nhỏ các bạn nam chính của mình nhá. Anh yêu đúng không? Con đi. Rồi, rồi. Đừng ngồi nha, đừng ngồi đây, đừng ngồi đây. Đừng ngồi đây, đừng ngồi đây. Sao, sao, sao? Ok chứ? Ok rồi. Còn bạn nào vào không? Không là mình ghép luôn nhá. Đâu? À, bạn áo trắng bỏ khẩu trang ra hộ mình nhở? Ok rồi đấy. Còn đây vào câu không là ghép luôn nhá. Hết rồi đúng không? Năng người cũng nhiều rồi đấy. Ok, bây giờ bạn nữ sẽ giới thiệu lại bản thân một mình một lần nữa. Xong rồi đến các bạn nam giới thiệu nhá. Xin tự giới thiệu ạ. Em tên Vàng Mỹ Xuân, em ở bản phố. Em sinh năm 2007 ạ. Bạn giới thiệu cho bạn nữ nhỉ? Dạ vâng ạ, cho phép em xin tự giới thiệu. Em tên là Giao ạ, họ tên đủ em là Thân Đức Giao. Em sinh năm 2004 ạ. Ở đâu? Dạ em tạm thời em ở Bắc Hà. Thật không? Thật ạ. Bố mẹ công tác ở đây ạ? Dạ không ạ. Ok, tiếp theo đi. Khá là mùi rượu nha. Xin tự giới thiệu, mình tên là Sẻng, mình ở Bắc Hà đây luôn. Chỗ nào Bắc Hà? Km 3. Km 3. Có gì hot, có đặc sản gì không? Có. Yêu. Có mình hot. Ê. Thế yêu yêu bạn nữ. Xin tự giới thiệu, mình tên là Nhi và họ tên đầy đủ của mình là Vàng Siêu Nhi ạ. Nhi ạ, Nhi ạ. Vâng. Sinh năm bao nhiêu ở đâu? Sinh năm 2006 ở Hải Giang phố. Hải Giang phố. Hải Giang phố. Biết rồi. Hải Giang phố có gần chỗ xây sán không nhỉ? Gần ạ. À. Thế rủ bạn nữ đi lễ hội gì nhỉ? Đầu tàu được đấy. Mời bạn. Mình xin giới thiệu, mình tên Phà. Họ tên mình là Giang Sơn Phà, mình trên đảo ăn trưa. Mình đảo ăn trưa à? Đảo ăn trưa có gì không? Có gì hot không? Chị em không biết nữa. Ê bây giờ nhá, bạn nữ mà yêu bạn ấy, bạn dẫn đi ở đảo ăn trưa có chỗ nào đi chơi? Hình như anh thấy có hoa cắt cánh thì phải sao? Chỗ em có hoa cắt cánh ấy. Có gì nữa không? Hết rồi anh ạ. Hết rồi hả? Vâng. Thế thôi à? Chỉ có cái vườn hoa đấy thôi. Có em nữa. Ok, tiếp theo đi. Mình xin giới thiệu, mình tên là Thái, mình ở dưới Lào Cai. Sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2002. 2002, ở Lào Cai, chỗ nào Lào Cai? Em ở trong thành phố ạ. À, hôm nay lên đi chơi hả? Thế hôm nay lên đi chơi cùng ai? À, em lên trên này một mình thôi. Nhà em ở Si nhưng mà em đang làm ở dưới Lào Cai. À, ra đây chơi một mình hả? Thế biết ghép đôi không? Biết chương trình ghép đôi không? À không, cái này em theo dõi nhiều rồi, em biết mà. À, thế hôm nay cố ý lên đây ghép đôi hay như nào? Em lên đây tìm người yêu anh ạ. Ok, giới thiệu bao một lượt, không biết nhớ kịp tên ai không? Bây giờ sẽ là bàn thử thách đầu tiên nhá. Mời các bạn thả thính hoặc đọc thư thể hiện một tài năng nào đó của mình để gây ấn tượng cho bạn nữ. Có lẽ là mình sẽ mời bạn đến từ nãy thì bảo Hà Nội nhỉ, nhưng mà bây giờ ở Bắc Hà đúng không? Xin mời bạn. Bây giờ em phải thả thính phải không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Hát cũng được. Gọi xuân là cái quạt ạ. Vì mất xuân thì sẽ mất mát ạ. Thế mùa đông sao? Mùa đông ạ. Mùa đông thì lạnh đấy nhở. À thế thì cho em câu nữa được không ạ? Thì tiếp đi. Dạ vâng ạ, gọi tên em là Xuân ạ.
Vì bốn mùa thì không thể thiếu em ạ. Ok. Cây cối là không nở hoa được đúng không? Gọi em là đỉnh núi vì anh chinh phục bằng cách leo lên người. Hiểu chưa nhỉ? Hôm trước ghép đôi rồi đúng không? Ghép đôi lần đầu tiên. Lạn anh như sao ấy nhỉ? Hoa. Hoa. À hoa. À hoa hoa. Nhỏ hoa. Hôm nay cố gắng nha. Ok. Chúc chào. Hơi ngại chúc anh ạ. Thả thính, thả thính, thả thính. Ngoài phố núi này này. Anh quay xa xa tí này. Tuy nhà anh nghèo tiền nhưng mà lòng anh không nghèo tình yêu ạ. Em nói lại to to ra để mình gần gần miệng vào. Bình tĩnh thôi em. Tuy nhà anh nghèo nhưng mà không nghèo tình yêu ạ. Anh có thể yêu em cả đời. Tuy nhà anh nghèo nhưng mà không nghèo tình yêu. Anh có thể yêu em. À. Ok, xin chào. Em ạ. Và em chưa suy nghĩ được và em vừa vào lần đầu hơi run. À hơi run. Vâng. Mình chỉ nghe được câu hơi run thôi. Vâng. Tiếp theo, thả thính đi bạn. Gây ấn tượng. À, gây ấn tượng. Hát hoặc đọc thơ. Tôi em chịu. Chịu á? Vâng. Được, công việc chịu em ạ. Thế thì chả bị loại à? Loại luôn. Vâng. Loại luôn, vâng luôn. Được anh. Thả thính đi em, có thích bạn nữ học sinh không? Có anh ạ. Có thích không? Có. Thế mà không biết tả tính à? Vâng, kiểu là đầu em dùng không biết nói gì nữa. Tiếp theo. Ok. Tạm chấp nhận. 4 năm thì có 4 mùa nhưng anh thích nhất là mùa xuân. Vì sao? Vì xuân luôn đẹp trong mắt em. Vì xuân cây cối luôn nở hoa nó đẹp đúng không? Ok, thực hiện xong thử thách đầu tiên thì mình sẽ chọn ra ba bạn đi. Nhờ. Ba bạn hay ai? Bây giờ là ba bạn đi. Ok, thế mời các bạn nam quay lưng lại. Thích bạn nào thì vỗ vào vai và bạn ấy quay lại nhá. Vỗ vào vai nếu im mình có biết là ai không? Ok, xin mời bạn nữ đi. Có vẻ anh áo trắng đang được cổ vũ rất là căng này. Một anh rồi. Hai anh rồi. Quay lưng lại luôn. Đúng rồi. Vỗ vào vai quay lưng lại mới biết được. Ý không biết được. Ok. Cảm ơn hai bạn nhá. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hai bạn đã tham gia rất tiếc là bạn nữ không chọn. Cảm ơn hai bạn nhé. Hai bạn em cảm ơn. Còn cao to thế này thực hiện thử thách thể lực thì quá đơn giản nhở? Mà cũng chưa chắc đâu. Bây giờ sẽ thực hiện thử thách thể lực nhá, test thể lực nhá. Mấy bạn nữ đứng lên ngồi xuống khoảng 10 lần. Đợt trước làm thử thách bế đi vòng vòng nó dễ quá. Bây giờ mình nghĩ là cần phải đứng lên ngồi xuống rồi. 5 lần thôi anh ạ. À bây giờ mình cứ ai khỏe thì người ấy làm. Chứ còn nếu yếu thì 2 lần thôi. Thích bạn nào thực hiện trước? Từ phải qua trái cho trái qua phải. Thôi thì cứ cho bạn ở giữa trước đi. À dạ. Ok. Hay quá. Thế mời bạn ra đây. Okay. Bạn nữ đứng gần tí cho bạn ấy bế nào. Ok, cho con. 2, 3, xin mời. Một, hai, nếu khỏe 20 cái cũng được nhá. 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14 15. Có vẻ bạn nữ hơi nhẹ hay sao nhỉ? 17. Ok. Như được 17 hay 18 thì phải. 18 hả? Bạn áo trắng thì hiện trước nhỉ? Áo trắng thì 50 cái. 2 3 4 5 6 7. Ui, thấy bạn này cũng hơi nặng đấy nhỉ? 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bằng mặt kia thôi. Ui giời ơi, cơ hội đến với bạn nào áo đen thôi. Ok, mời bạn nào áo đen đi. Tôi chết rồi cậu ơi, tôi yếu lắm cậu ơi. Bạn phải làm được 19 cái nhá. 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 chúng tấp vào. 15 16 chúng tấp vào. 17, 17, 18, 18, 19 thôi rồi, 20. Yeah. Ok, ok. Bạn nữ thấy thế nào, thế nào? Em thấy cả ba đều khỏe. Cả ba đều khỏe, thích không, thích không? Nói chung là con gái thì chắc ai cũng thích ạ. Con gái ai cũng thích đúng không? Hay là các bạn nam đứng lên đây một tí. Hay là mình bé lại sao nhỉ? Bạn nữ đang trả bạn nam bằng cái ôm đi nhỉ? Ôm mỗi người lần. Ôm xã giao không? Sao? Ôm à? Ôm. Ấm nhờ. Cảm nhận tí chứ. Thấy thấy anh nào tim đập nhanh nhất? Đấy, em cũng run quá nên là thấy mới tim mình đập thôi đúng không? Thế ôm lại nhá. Ôm lại cho cảm nhận nhịp tim ấy. Bây giờ em phải cảm nhận xem bạn nào hợp với mình nhất để còn chọn chứ, đúng không? Được. Chọn được chưa? Thấy anh nào ấm nhất chưa? Có hay chưa? Có rồi. À, có một anh ấm nhất rồi à? Hơi ấm nhưng chưa ấm cho lắm. À, ôm lại không? Hả? À, ôm lại không? Thử xem. Có. Hả? À? Có. Có à, ok. Cho bạn nữ ôm lại, cảm nhận xem bạn anh nào ấm hơn nhá. Cảm nhận xem nhịp tim của anh nào đập nhanh nhất đấy. Chứ con tim nó không biết nói dối đâu. Được chưa? Cảm nhận được chưa? Rồi. Rồi à? Chọn nhá, chọn nhá. Chọn một anh để tìm hiểu sâu hơn nhá. Ok. Thế mời ba bạn dịch ra đây tí nào. Quay lưng lại. Bây giờ sẽ chọn ra một anh để tìm hiểu sâu hơn về người đấy. Xong rồi mới đưa ra quyết định của mình. Được chứ? Chọn được chưa? Có trong đầu chưa? Một anh thôi. Chọn ba người, chọn một anh được rồi. Mình đến từ mình đến bên ba nhá. Đến bên ba thì chọn nhá. 1. Ai cổ vũ cho anh mặc nó cao quá.
bạn đeo ba lô. Ba lô với con cây súng trên vai. Có ai cổ vũ cho bạn đeo ba lô không nhỉ? Ba lô với nhiều súng. Ủa ý thế? Thì có ai cổ vũ cho bạn áo đen quần sóc này không nhỉ? Đúng rồi, chờ đợi. Phải cho bạn luôn đấy. Ồ, không ai cổ vũ luôn à? Thế ai cổ vũ cho bạn áo trắng này không nhỉ? Thôi, bây giờ mình cứ theo con tim em ạ, khán giả thì nó chỉ một phần thôi. Ok anh. Anh đến bên ba nhá. 1, 2, 3. Xin mời bạn nữ chọn. Anh nghe theo con tim em ạ. Đó, chọn phết nhở. Chọn để còn yêu nhá. Ok ok. Cảm ơn hai bạn còn lại nhé. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ok, chọn được máu. À, trắng đây rồi. Còn mình bé quá rồi đấy bây giờ. Mọi người có thể dựng ra sau một chút được không nhỉ? Chỗ này dựng ra được. Bé quá thì không mọi người không nhìn được. Đứng gần vào nhau là hai thằng đứng gần vào nhau. Cắm tay nhau cái nhỉ? Đây đây chụp cho. Bên này. Hai tay. Nắm như này hả? Không. Bây giờ mình sẽ nắm kiểu. Mình sẽ nắm như này này. Bạn nam giang hai tay. Chọn rồi. Mình sẽ đối diện nhau để còn hỏi đối phương. Đập nhanh quá anh ơi, tim đập nhanh quá. Thôi anh càng nói em càng run. Tay ấm. Kiểu cả hai đều run nên là tay anh lạnh quá. Tay lạnh là trung tình không nhỉ? Anh không biết. Tay lạnh là rất trung tình. Em chưa trải qua nên cũng chưa biết. Thế còn bạn thấy tay bạn nữ thế nào? Thắng mày. Có mềm mại không? Có anh ạ, rất là mềm. Thích không? Thích anh. Ở Lào Cai đúng không nhỉ? Lào Cai. Nhớ tên chưa ấy? Ok, thì bạn nào giới thiệu lại đi. À, mình xin được giới thiệu, mình tên là Thái. Tay ra được rồi. Mình tên là Thái, mình đang... Hiện tại mình đang quê mình ở trên Simacai, nhưng hiện tại mình đang làm ở dưới Lào Cai. Có thể chia sẻ làm gì không? Em đi bảo vệ Tổ quốc anh ạ. Bảo vệ Tổ quốc Bảo vệ Tổ quốc như nào mình cũng biết. Thôi thế bạn nữ giới thiệu nhớ tên bạn nữ chưa nhỉ? Xuân. Xin bao nhiêu? 27. Ở đâu? Ở Bản Phố. Ây dài. Được. Bây giờ mình sẽ cho các bạn 2 phút để tìm hiểu nhau nhá. Nếu dài quá 3 phút được. Nói chuyện như này luôn anh. Đi về tìm hiểu xong được anh. Không, tìm hiểu nhau ở đây luôn để còn quyết định có quay lại hay không, có cho phép nhau tìm hiểu nhau sâu hơn không. Bây giờ mình sẽ cho bạn nam hỏi trước nhỉ? Muốn hỏi gì về bạn nữ không? Ví dụ như tình yêu, nghề nghiệp, học hành, hoặc là yêu mấy người rồi chẳng hạn. Em muốn hỏi em là em hiện tại em đang học ở đâu nhỉ? Em đang học ở trường nào ấy? Em cái này riêng tư. em đang học ở trường trung học phổ thông trường trung học số 1 Bắc Hà. Số 1 Bắc Hà ngay đây thôi. Đang làm ở dưới Lào Cai cơ. Thế là làm ở dưới Lào Cai. Thế là đi nghĩa vụ công an. Nhà ở Si à? Có phải dân tộc Mông không? Em không. Dân tộc gì? Em dân tộc Nùng anh ạ. Nùng à? Anh cũng Nùng. Bạn này dân tộc Mông. Em thích nhất mấy bạn dân tộc Mông ấy. Ây da, được. Người Mông người ta có váy đẹp nhỉ. Em rất thích, đặc biệt là những người tên Xuân ấy. Bây giờ bà Xuân ấy. Đến lượt bà Xuân hỏi đi. Em hỏi câu hỏi đơn giản thôi. Em muốn hỏi anh là anh có bao nhiêu mối tình rồi? Anh á? Anh thì anh có ít rồi, anh có 3 mối tình. Có 3 mối tình. Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất của em là được hơn 1 năm.
hơn một năm. Ờ, cũng dài ấy. Thế ngắn nhất bao nhiêu? Ngắn nhất 5 tháng. À, chia tay lâu chưa? Ế bao lâu rồi ấy? À, em mà chia tay được cách đây khoảng chắc nửa năm anh ạ. Năm à? Thế còn bạn nữ? Em có... Dạ. Em có một mối tình thôi ạ. Đang chia sẻ riêng tư. Một mối tình thôi à? Lâu không, yêu lâu không? Sắp 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi á? Thế sao lại chia tay em? Thế sao lại chia tay đấy? Bạn đang hỏi đấy. Câu hỏi khó. Ok, không muốn trả lời, không muốn trả lời. Còn câu hỏi gì không? À, thế chia tay được bao lâu rồi? Được 1 năm rồi anh ạ. À, hơn bạn ấy. Chia tay lâu hơn bạn, ế lâu hơn bạn rồi. Mùa đông năm ngoái lạnh không? Lạnh nhở. Mùa đông năm nay cũng lạnh lắm. Có người yêu thì mà ấm nhở. Năm nay có anh rồi chắc không lạnh đâu. Anh hy vọng là thế rồi, anh cũng lạnh. Ở Lào Cai đúng không? Thế thì một tuần về với bạn nữ ở Bắc Hà, nếu yêu nhau thì về được mấy lần? Em nghĩ là chắc về thường xuyên anh ạ. Thường xuyên là mấy lần cụ thể đi? Một tuần một lần. Một tuần một lần. Đúng chưa, đúng chưa? Thế này là quá đủ rồi anh. À, một tuần một lần là quá đủ rồi. Mình thấy hơi ít. Trước mình có cái yêu ở Lào Cai, mình một tuần hai lần đi. Anh cũng bận mà anh cũng có công việc riêng cả. Em đang đi bảo vệ Tổ quốc, vì trong Tổ quốc có xuân anh ạ. Có hiểu về bạn nam đấy, còn thông cảm cho bạn nam nữa cơ. Thế thì bây giờ bạn cứ còn muốn hỏi gì không? Em nghĩ là về tìm hiểu nhau sâu anh ạ. Hỏi. À, đã quyết định là về tìm hiểu nhau sâu luôn. Chết. Không, bây giờ tìm hiểu dắt nhau đi dạo luôn anh. Em hết. Hết rồi à? Còn bây giờ thực hiện thử thách cuối cùng nhỉ? Hai bạn mũi chậm mũi trong vòng 10 giây. À, 30 giây đi. 10 giây ngắn quá. Mũi chậm mũi nhá. Thử thách cuối cùng mình sẽ đi đến lựa chọn. Thay đổi đi anh, đổi đi. À, đổi. Hôn à? Đổi cái khác đi. Hôn à? Thôi. Thì không mũi chậm mũi thì bây giờ hôn. Thơm má. Thơm má 30 giây không? Hả? Mũi chậm mũi trong vòng 30 giây là thực hiện đi, xong rồi còn đến với quyết định. Thơm cho nó đơn giản. Thế thì tình cảm nó không đi lên đâu em. Em muốn có người yêu ấy thì phải thực hiện thử thách của anh. Ok, xin mời hai bạn. Nào, mũi chậm mũi đi nhá. Mọi người có thể dừng ra ngoài một chút cho cameraman không? Có thể quay một chút được không? Để nhà còn có cái xem chứ. Các bạn ơi, đừng rút anh ơi, đừng rút. Nhiều người quen quá. Cháu ơi, phải đây chú thì. Còn 30 giây. Đấy, ok. Mọi người đếm thời gian của mình nhá. Hết giờ rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Hôn à? Quay đường. Chưa mọi người thấy đẹp đôi không nhỉ? Đẹp đôi đúng không? Tí dancer xem em. Rồi ok. Mình nghĩ chắc được gần 30 giây đấy. Nghĩ hơn rồi anh ạ. Mình định chưa? Nào đứng ra giữa đi. Quay lưng lại. Em rồi. Hai bạn đều quay lưng. Trong vòng 10 tiếng đếm của mình thì nếu các bạn đồng ý hẹn hò với nhau thì sẽ quay lại để tìm hiểu nhau hơn nhá.
làm bạn thân. Ok, bây giờ mình sẽ đếm từ 1 đến 10 nhờ. Hai bạn suy nghĩ kỹ và cho nhau một, nếu cho nhau một cơ hội thì hãy quay lưng lại. Mình vẫn chưa gọi là yêu nhau luôn, chỉ là cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhá. Còn yêu nhau thì chắc còn phải tỏ tình cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đẹp đôi, đẹp đôi. Dắt tay nhau ra ngoài ăn. Theo như chương trình thì mình nghĩ là phải bế ra. Mà bạn nào bế bạn nữ ra ngoài đi nhỉ? Bế luôn. Phải đi với nhau nhá. Tôi rất bị uống nước kìa. Dắt tay được không anh? Bế ra ngoài. Tự tin lên em. Ok. Bây giờ mình sẽ ghép cho bạn Dung. Bây giờ mình sẽ cho bạn nữ giới thiệu về bản thân mình trước. Mai á? Vâng ạ. Thế bây giờ đi nhậu đi để mai em nghĩ là em sẽ dành cơ hội này cho bạn khác vào ạ. Không ghép hả? Dạ em không ạ. Ghép đi, lo gì? Có cái bạn rồi sao ấy. Thôi thì bây giờ có một cơ hội gặp được bạn dancer ở đây thì mình có thể mời bạn nhảy một bài được không? Nhảy một bài. Ghép hay không được? Dạ vâng, thế cũng được ạ. Ok. Wow. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn đã có một pha trình diễn rất là ấn tượng. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ ghép một cặp nữa. Có lẽ là thế. Mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình nhỉ. Em tên Kim, em 2K7, em ở Hải Phòng ạ. Tốc độ đang 1x thì em có thể tua 0.5 được không? Em nói nhanh quá, em không nghe thấy gì cả. Em tên Kim, em 2K7 ạ. Ở Hải Phòng. Em tên Kim, em 2K7 ở Hải Phòng ạ. Mày nói rất là nhanh luôn. Đúng là Hải Phòng không lòng vòng thật. Một bạn tên là Kim, 2007 ở Hải Phòng. Hiện tại đang học lớp 11 đúng không? Vâng ạ. Thế thì ở Hải Phòng. Hôm nay lên đây chơi à? Vâng ạ. Cùng ai?
bạn này ạ? Cùng với anh kia. Người yêu à? Bà đi ạ. Ok bạn Kim 2007 ở Hải Phòng. Bạn nào muốn vào ghép đôi với bạn Kim thì có thể vào đây. Em muốn ghép không? Vào thì vào luôn đi em. Vào luôn anh. Trưởng muốn ghép không nhỉ? Em mà. Em gái không? Em gái em. Em gái như nào? Em gái dưới quê em lên Hải Phòng lên đây chơi à. Thế còn ai không? Dạ. Bạn nào muốn vào ghép không? Thôi thôi anh. Thôi. Mình vào ghép đi em. Mình hỏi lại một lần nữa nha, hai bạn có phải người yêu của nhau không? Thật không? Mọi người xác nhận giúp mình với. Có phải người yêu không? Có phải người yêu không? Thật to lên. Em là em của anh lại. Em lại đi lừa anh. Em anh Mạnh à? Em anh nào? Em anh Triệu ơi. Có ai vào đây ghép với bạn Kim nữa không nhỉ? Anh em có ghép không? Lắc đầu liên lịa thế em? Không anh. Không. Không anh. Nhưng mà quen nhau rồi. Ghép luôn nhỉ? Em vừa mới gặp ở đây. Không biết là có thích anh không ấy, kiểu nó mới. Thôi thì thôi ghép hai người thôi. Hả? Ghép hai người thôi. Tôi để ghép hai người nhanh quá. Ừ. Ghép hai người luôn. Nhờ. Em đang run nhảy lắm. Bạn đúng không? Bạn đúng không? Thích bạn này không? Em không biết ạ. Thì bạn chắc chắn là thích bạn này đúng không? Em quá thích luôn ạ. Ôi giời, thế thì bây giờ ghép hai người luôn đi. Ghép hai người luôn đi nhờ. Cho nó công bằng. Bây giờ ấy thì mình sẽ cho bạn Nam giới thiệu về bản thân đã. Em giới thiệu với mọi người, em là Đỗ Văn Tân. Em sinh năm 2003, em ở Hải Phòng. Cũng Hải Phòng luôn. Hai bạn này biết nhau rồi đúng không? Nhưng mà chưa yêu nhau à? Cùng quê anh ạ, vừa gặp cùng quê. Thế thì bây giờ cho yêu nhau luôn. Thế bạn ơi, hai bạn bày bàn lại với nhau đi. Hải Phòng thì yêu nhau thì đỡ phải đi lòng vòng. Ôm luôn ai? Chứ yêu ở Bắc Hà thì đi lòng vòng lắm. Thế bạn thả thính bạn nữ đi. Thả thính á? Em thì... Thích bạn nữ mà đúng không? Vâng. Thế thì thả thính đi. Em thì thính với những lời mật ngọt em không có. Nhưng mà lời nói yêu em thì anh có. Ok. Ok. Bạn nữ cũng thả thính lại bạn nam cái nhở? Cần không em? Mới gặp thật. Vâng ạ. Ok. Thế thì lên đây yêu nhau thì trời tiết Bắc Hà mát lắm. Anh để em nghĩ đã, em đang nghĩ. Ôi con gái thì không phải nghĩ nhiều đâu, ôm cái đi. Bế về luôn anh nhở? Bế về luôn nhá. Quyết định luôn nhở? Bế về luôn đi. Thế thì bạn nữ làm gì được? Được. Có yêu bạn nam không? Em không biết. Không biết là có rồi đấy. Hai bạn tìm hiểu nhau thì phải quay mặt vào với nhau chứ. Đừng nhìn vào anh. Nhìn anh làm gì? Đang tìm hiểu nhau. Cho phép em tìm hiểu anh à. Nói, vừa nói gì ấy, vừa nói gì ấy. Anh bảo là cho xin phép tìm hiểu còn gì. Anh bảo là để tìm hiểu thì đã biết em phải sao. Chưa chi đã đứng gần nhau thế nhở? Đứng gần nào không? Trời trời Bắc Hà anh bổ mát đây. Thế hôn nhau luôn đi. Đứng gần nhau ấy. Biết nhau rồi đúng không? Biết nhau rồi nhưng mà chưa yêu nhau đúng không? Thế bây giờ thích như nào? Em thơm hả anh? Bạn nữ đáp trả lại tình cảm của bạn nam vừa thả thính xong đúng không? Thơm. Ồ. Bài đầu. Mắt không bằng chúng tôi nhanh tay à. Tuyệt vời. Như thế này rồi còn bảo không yêu nhau. Tôi bế về đi em. Bế về đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ bấm like, subscribe, chia sẻ hộ mình để mình có thể có động lực đi ghép đôi tiếp nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.